Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất nhiều điểm mới tại dự thảo luật đất đai dự kiến được thông qua cuối năm nay đã được Luật Việt Nam liên tiếp đề cập trong các video trước đây. Ở video hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những quy định mới liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển lên thổ cư theo quy định của dự thảo này. Thứ nhất là sẽ có một trường hợp dễ dàng chuyển sang đất thổ cư. Dự thảo luật đất đai quy định hai căn cứ quan trọng để chuyển mục đích sử dụng đất gồm kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Theo luật đất đai hiện hành, căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất không được quy định rõ là văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất mà là đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện nhu cầu sử dụng đất. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở khoản 3, điều 116 của dự thảo. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, theo hạn mức do chính phủ quy định. Có nghĩa là, nếu như đang sử dụng một thửa đất, vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp, thì hộ gia đình, cá nhân được chuyển diện tích đất nông nghiệp đó sang thành đất ở, không cần phải phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà chỉ cần phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt. Đây là tin vui đối với những hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đồng thời mảnh đất vừa có diện tích đất ở, vừa có diện tích đất nông nghiệp. Có thể thấy quy định về chuyển lên đất ở với trường hợp này có phần cởi mở hơn so với các trường hợp thông thường khác. Đây cũng là một nội dung mới mà luật đất đai năm 2013 hiện hành chưa có. Một quy định khác cũng rất đáng chú ý tại dự thảo luật này là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất. Đó là trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp, có thời hạn sử dụng đất ổn định, lâu dài, phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Quy định này cũng chưa từng được đề cập tại luật đất đai năm 2013 hiện hành. Và cuối cùng, liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, dự thảo luật này quy định trường hợp hộ gia đình sử dụng đất mà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì các thành viên của hộ gia đình phải lập văn bản thỏa thuận có xác nhận của công chứng hoặc chứng thực để xác định các thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền mới căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các thành viên của hộ gia đình. Trên đây là 3 điểm mới đáng chú ý liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư theo dự thảo luật đất đai. Nhìn chung, quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư không có quá nhiều sự khác biệt so với luật đất đai hiện hành. Chỉ trong trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng một mảnh đất mà đồng thời vừa có diện tích đất ở, vừa có diện tích đất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp sẽ dễ dàng chuyển lên thổ cư hơn. Nếu như trên thực tế, bạn cũng đang gặp vấn đề liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất mà cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý của chúng tôi, vui lòng gọi ngay 1900 6192. Đừng quên tặng Luật Việt Nam một lượt like và share nếu thấy video này hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.